Chào mọi người, hôm nay tôi sẽ kéo co. Tôi muốn tiến hành một trận đấu với tiểu nhân màu đỏ đối diện. Cuộc đua sông. Tôi có một bàn sai trên đầu và con số càng lớn. Tôi có thể kéo nó thật gần. Này, người kéo càng đến đây. Này, tôi đây. Sau đó, chất lượng màu đỏ này là anh ấy và tôi. Tôi gần như bị kéo xuống. Nhận được hơn 200 đồng. Tôi có thể nâng cấp nhân vật phản diện kéo co của tôi. Bên kia đường có 4 cái. Tôi chỉ có 2 cái tôi có thể hợp nhất. Một người đàn ông nhỏ bé màu xanh lá cây mạnh mẽ. Tôi là một người nhỏ bé màu xanh lá cây mạnh mẽ. 4 người đối diện. Đầu tiên là đối diện với tôi. Một lần kéo tôi 40 bước. Tối đa tôi kéo 30 nhé. Này, tôi lại lấy được một cái 30. Kéo xuống một cái. Kéo xuống một cái nữa. Số người đối diện càng ít. Khi kéo tôi, khoảng cách càng nhỏ. Thế là thắng rồi. Thật tuyệt vời phải không? Đây là bên kia đường. Một người đàn ông nhỏ bé màu đỏ đội mũ bảo hiểm. Này, tôi cũng có một cái mũ bảo hiểm biển xanh. Bên kia đường có 3 người. Tôi chỉ có 1. Bên kia còn có 2 tiểu nhân cường tráng. Không biết có được không? Khi số 110 màu đỏ là họ. Lại là 110. Họ có thể kéo tôi 150. Kéo xuống một cái. Tôi cũng bị kéo xuống rồi. Bên kia đường rất nhiều người. Thật không công bằng. Sức mạnh kéo của mỗi người nhỏ bé của anh ta không giống nhau. Nhân vật phản diện cao bồi bây giờ tôi có thể kéo 200. Sức mạnh 200. Này, bảng sai trên đầu 100. Vừa 300.200. Lại đến lượt họ. Ôi, vẫn chưa rơi, lại là 200 và kéo xuống một cái nữa. 190. Haha, cao bồi tôi không được. Thêm một cái nữa. Cái này đồng nhất. Nhân vật phản diện tôi đồng nhất hình như là 10cm 2 đôi. Tôi cao bồi có thể kéo 200 người nhỏ, kéo 10 tối đa kéo 210. Này, tôi lại là 201. Tốt nhất là 201. Tôi lại kéo đến một cái 201, kéo tất cả xuống. Tuyệt vời. Nhìn đi. Đội mũ. Bên kia đường với một gã cao bồi. Bên kia kéo tôi 65. Lại là 208. Mê mơn, nhiều nhất là kéo 280. Tôi rất giỏi, lần nào cũng nhấn nhiều nhất. Ông chủ. Ông chủ ơi. Tôi không có tiền. Bây giờ tôi có 4 người nhỏ. Một đẳng cấp một nhân vật phản diện. Tôi có thể kéo 320. Bên kia trực tiếp kéo tôi 700 cái là được. Kéo tôi ra một người nhỏ bé lại là 700. Làm thế nào để đánh? Uống được không? Mũ bảo hiểm mạnh mẽ. Tên trộm của cao bồi. Hợp tác với một tên trộm nhỏ. Bây giờ tôi có thể kéo 510. Thêm một cái nữa 510. Đây là không kéo được nhiều nhất. Thêm 510 nữa. 700. Không được, anh ta có thể kéo tôi 700. Được rồi, tôi đã thêm một người đàn ông nhỏ. Lần này hẳn là có thể vừa rồi suýt chút nữa. Kéo đến nhiều nhất. Ôi không. Vậy tôi có thể kéo ông chủ tối đa 540. Được rồi, và cuối cùng. Ôi, đừng kéo xuống nữa, được không? Được rồi, được rồi.
Này, đây là ông chủ vừa rồi. Tôi có thể đánh bại hắn. Anh ta có thể kéo 300. Bây giờ có 2 sợi dây. Bên kia đường có rất nhiều người nhỏ đội mũ. Tôi đặt 2 cái ở một bên. Cảm ơn tôi. 2 hàng đó. Ồ, 2 hàng đó. Ồ, hàng đầu tiên của tôi rất tốt. Trực tiếp kéo tất cả chúng xuống. Còn 1 hàng nữa. Này chị dâu, hàng này hình như không được. Vay. Nóng quá. Hàng bên cạnh tôi nóng quá. Tôi muốn đổi vị trí. Tôi còn có thể mua 1 cái, mua 2 cái. Để tôi đổi chỗ. Đặt ông chủ vừa rồi sang phải. Bây giờ tôi là ông chủ và tên trộm giỏi nhất sao? Tên trộm đặt bên trái, ông chủ đặt bên phải. Lần này chắc là được. Bây giờ tôi có thể kéo 920. Tôi giỏi lắm. Một lần nữa. Nhận hơn 2.000 đồng. Đóng lại một chút, cao bồi, không thể đóng lại một chút. Bên kia đường rất nhiều, 2 cao bồi bên kia đường. 8 người đội mũ. Tôi nghĩ vậy là được rồi. Kéo hơn 1.000 rồi. Hơn 1.000 nữa. Thêm 1 cái nữa hơn 1.000. Ôi, tiêu diệt 1 hàng. Còn 1 hàng nữa, tôi còn 1 hàng nữa. Ôi chao. Ôi, còn 1 hàng nữa không được. Ông chủ của tôi không. Những người nhỏ bé chưa từng kéo 2 chiếc mũ cao bồi này. Đói chết không được. Lại nữa. Lần này chắc là được rồi. Lại là nhiều nhất. Bây giờ tôi thả xuống tối đa là 1.080. Lại là 1.080. Còn thiếu chút nữa. Cuối cùng. Cấp độ thứ 10 lại là ông chủ. Bây giờ tôi là người thứ 8. Cửa thứ 8 này đối diện với 4 cái mũ cao bồi. Phải. Chờ một chút, tôi sẽ đổi một chút. Tôi muốn đặt dây đeo mạnh nhất. Bên phải mới được. Tên trộm của ông chủ tôi là mạnh nhất. Lại là 1.110. Còn 1 hàng nữa. Còn 1 hàng nữa. Xem có thể nâng cấp được không. Tên trộm cao bồi đội mũ, bạn có thể nâng cấp rồi. Sức mạnh của 1.000. Cảnh sát này. Tôi đã kết hợp một nhân vật phản diện cảnh sát. 2 tên trộm, 2 cái mũ cao bồi. Tôi là một nhân vật phản diện cảnh sát chống lại 2 tên trộm. Tôi hiện nhiều nhất. 1.330, tôi có thể kéo 1.330 ngay bây giờ. Này, tôi lại là 1.330. Còn cái cuối cùng nữa. Cái cuối cùng ha, 1.33 ông chủ. Cấp 13 si. Nhìn ông chủ này xem. Robot. Kéo co với robot. Nhìn một ông chủ. Tôi có một ông chủ, một cảnh sát, một người đội mũ. Ôi chao. 1.25, tôi không kéo đến tối đa. Quá phóng đại. Anh ta kéo tôi 2.5. Đóng lại đi. Hú. Tôi có thể kéo tối đa 1.500. Này, 750. Này, hết lên 1.5 này. Ô. Tôi gần như đã đi xuống rồi. Ông chủ đối diện gần như một chút. Ôi, thật đáng tiếc. Tôi có muốn xin không? Nhân vật tiếp theo mới có thể kéo qua hắn. Được rồi, thực sự không kéo, tôi đã kéo trong nửa giờ.
cảnh sát không được. Cùng nhau ra một quý ông nhỏ bé. Lần này chắc là được rồi. Lần này tôi kéo hắn tối đa bao nhiêu? 2.300 ô quý ông nhỏ bé, 2.000 ông chủ có thể kéo 300, 2.300. Bên kia kéo tôi 2.5 nhé. Cái cuối cùng. Tôi sẽ kéo trước. Tôi sẽ đưa anh ta trước. Được rồi, tạm biệt mọi người.